gian đấy thôi. Mời anh về Hà Tiên, đi dòng đường cái vào cần đéo đá chói ngời không thể nào phai nhạt. Nơi đây hàng vạn người đã dốc hết nhiệt tình, sức lực, trí tuệ của tuổi trẻ cho những mạch máu luôn chảy về tim. Nơi đây hàng ngàn bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, lái xe, công an, dân công, dân quân du kích đã gửi lại tuổi xuân của mình để thông đường cho xe ra tiền tuyến, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Ngã ba Đồng Lộc có vị trí rất quan trọng trong mạng lưới giao thông chiến lược Bắc Nam qua địa bàn Hà Tĩnh, là giao điểm của đường 15 và các đường liên tỉnh. Từ đây có thể mở rộng ra các hướng phục vụ nhu cầu giao thông vận tải khi các tuyến giao thông ở đồng bằng đã bị cắt đứt. Ngã ba Đồng Lộc nằm trên khu đồi hẹp thuộc phạm vi của 4 xã Đồng Lộc, Trung Lộc, Mỹ Lộc và Xuân Lộc. Đây là nơi có địa hình phức tạp và hiểm yếu. Một bên là đồi trọc, một bên là ruộng nước xình lành. Mùa khô đường bụi đỏ, mùa mưa nước đọng. Phía đông có núi Mòn, làng Trường Thành. Phía đông nam là núi Núi Mát. Phía tây nam là núi Trọ Voi. Đồng Lộc là nơi giao nhau của ba tuyến đường Lạc Thiện Đồng Lộc, Khe Giao Đồng Lộc và Ba Giang Đồng Lộc. Đầu tháng 4 năm 1968, địch tập trung đánh phá tuyến đường 1 đoạn từ cầu Hạ Vàng đến Cổ Ngựa thuộc các xã Vượng Lộc, Tiến Lộc. Trên đất Hà Tĩnh, Hạ Vàng, Phượng Giang, Đồng Lộc trở thành khu vực sung yếu nhất của tuyến đường bộ trên miền Bắc. Ngày 20 tháng 4 năm 1968, đường số 1 bị cắt đứt. Tại đây ta chuyển hướng vận tải sang tuyến đường 15, vùng rừng núi phía tây của tỉnh. Lúc đó, ngã ba Đồng Lộc là nơi duy nhất cho con đường vận tải chiến lược đi qua. Nhận rõ vị trí quan trọng của Đồng Lộc, để tập trung đánh phá ác liệt khu vực này ngay từ đầu. Trong 7 tháng ném bom hạn chế, từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1968, chúng đã đánh vào ngã ba 1.863 lần, ném gần 50.000 quả bom các loại, chưa kể đạn rocket, đạn 20mm. Bình quân mỗi tháng, chúng đánh 28 ngày. Ngày đánh nhiều nhất là 103 lần bay, với trên 800 quả bom các loại, suốt ngày đêm không lúc nào ngớt tiếng bom đạn. Đất đá bị đào lên xới lại nhiều lần, hố bom chồng chất hố bom. Ban ngày chúng tập trung đánh chặn các lối ra vào ngã ba. Ban đêm chúng thả pháo sáng, ném bom bi, bắn đạn rocket, đạn 20mm nhằm tiêu diệt các lực lượng ứng cứu đường của ta. Bằng mọi giá, địch muốn biến ngã ba Đồng Lộc thành điểm chết. Nhưng chúng đã nhầm, những đoàn xe vận tải vẫn nối đuôi nhau qua Đồng Lộc hướng ra tiền tuyến. Cuộc chiến đấu đảm bảo giao thông vận tải ở ngã ba Đồng Lộc là một trang sử hào hùng
của cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân toàn diện. Hàng vạn người đã được huy động ra mặt đường làm nhiệm vụ giải tỏa giao thông, tiếp tế lương thực, thực phẩm, đạn dược, chăm sóc quân bị. Nhiều gia đình ở các xã của huyện Can Lộc đã nhường nhà, nhường vườn để làm kho, mở đường tránh. Nhiều gia đình đã sẵn sàng dỡ nhà, lấy ván lát đường chống lạnh cho xe qua. Trong 7 tháng của năm 1968, các lực lượng thanh niên xung phong, công nhân giao thông và nhân dân các xã ở Can Lộc đã đào đắp hàng chục ngàn mét khối đất đá, cung cấp hàng chục vạn gỗ tre, gánh bỏ. Trong những ngày gian khổ ác liệt đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm phá bom, cứu đường, cứu xe, cứu hàng, chiến đấu với máy bay Mỹ. Tiểu đội 4 của Võ Thị Tần, tổ máy gạt Uôn Xuân Lý, tổ máy gạt 1, công trình 1, ngày đêm bám sát mặt đường, san lấp hố bom. Sau mỗi đợt địch đánh phá ác liệt, ngã ba Đồng Lộc nhăm nhở hố bom và rất nhiều quả bom chưa nổ. Nhiều đêm các anh các chị đã mặc áo trắng cầm tay nhau làm hàng rào, cọc tiêu, lăn ngọn đèn, dẫn lối cho xe chạy an toàn. Trong mưa bom bão đạn, cuộc sống của các anh các chị vẫn toát lên niềm lạc quan yêu đời. Chị Võ Thị Tần đã viết thư về cho mẹ. Mẹ ơi, ở đây vui lắm mẹ. Ban đêm chúng tôi thắp đèn để tụi con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện. Bom đạn của chúng có thể làm xung chuyển cả núi rừng, nhưng không thể làm xung chuyển được những trái tim của chúng con. Máy bay Mỹ thả xuống Đồng Lộc hàng ngàn quả bom nổ chậm. Nhiệm vụ của thanh niên xung phong, công nhân giao thông, công binh là phải phát hiện phá hết số bom này, bảo đảm an toàn cho đường và xe. Trong 7 tháng của năm 1968, ta đã phá được 1.780 quả bom. Suốt 200 ngày đêm, người con gái sông Lan, La Thị Tám đã đứng trên đài quan sát đỉnh núi Mòi dưới làn bom đạn địch đến và cắm tiêu đánh dấu được 1.502 quả bom chưa nổ. Ngã ba Đồng Lộc đã gắn liền với tên tuổi các chiến sĩ phá bom như Đường Tri Ân, Vương Đình Nhỏ, liệt sĩ Lê Đăng Dương, liệt sĩ Phan Văn Tài, anh Nguyễn Tiến Dũng, anh Nguyễn Khánh Toàn, anh Võ Triều Trung, chị Nguyễn Thị Lân, đại đội trưởng đại đội 552 Nguyễn Thế Linh, chiến sĩ công an trật tự giao thông Nguyễn Tiến Tuấn, vân vân. Trung đoàn pháo cao xạ 201, tiểu đoàn 8 pháo cao xạ bộ đội địa phương Hà Tĩnh đã liên tục chiến đấu suốt 148 ngày đêm tại chiến trường Đồng Lộc, bảo vệ vùng trời cho lực lượng thanh niên xung phong, nhân dân, săn lấp hố bom và những đoàn xe sang trận được an toàn. Trong quân ngũ tập trung hoạt động chế áp hòng tiêu diệt các thế lực pháo của ta. Bộ đội ta phải chiến đấu liên tục dài ngày, tổ chức nhiều hàng trăm chiến sĩ đã hy sinh. Những chiến sĩ trung đoàn 210 tiểu đoàn 8 không một ai rời mong pháo, họ đã bắn rơi 14 máy bay Mỹ. Ngày 24 tháng 7 năm 1968, vào lúc 16 giờ, người cô gái thanh niên xung phong thuộc tiểu đội 4, đại đội 552, tổng đội 55, do Võ Thị Tần cầm đầu đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ ở vị trí cách trung tâm ngã ba 300 mét về phía nam. Họ ra đi khi tuổi còn rất trẻ, cống hiến tuổi xuân xương máu cho quê hương đất nước. Họ trở thành 10 cô gái anh hùng, 10 bó hoa bất tử. Họ đã đi hàng trăm, hàng ngàn chàng trai cô gái khác đã từ các miền quê về đây làm nên huyền thoại ngã ba Đồng Lộc. Xin được dành đôi phút tưởng niệm các chị, những người con anh hùng của đất mẹ đang yên nghỉ vĩnh hằng. Mẹ đã sinh ra nuôi giữa các chị, những thiếu nữ mắt đen, da trắng, má hồng, tóc dài, để rồi vào tuổi trăng rằm, các chị đã hóa thân cho những con đường trên đất mẹ đi về hướng tương lai. Tần, Út, Hường, Xuân, Nhỏ, Hà, Hợi, Dạ, Xuân, Xanh, các chị mãi mãi
trong mùa xuân đất nước, mãi mãi trong mùa xuân đồng lộc, mãi mãi linh thiêng trong đền đài lòng dân nước Việt, và mãi mãi rạng ngời trong màu nắng quê hương. Chiến thắng đồng lộc còn vang vọng đến mai sau, hình ảnh đồng lộc còn ghi đậm mãi trong tâm khảm người dân Hà Tĩnh, trở thành niềm tự hào của nhân dân cả nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Ngã ba đồng lộc là ngã ba những ngả có phân vân, ngã ba đắn đo so dự là ngã ba trên chặng đường quyết liệt. Nhưng hướng đi đã quyết, không phải cho một lần mà cho tất cả mọi lần, không phải cho một người mà cho tất cả quê hương đất nước.